Chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh nha. Tiếp tục với chương trình video này, em lên nhanh bác một số cái mã hàng đồ gia dụng hàng bãi này, một số cái sản phẩm giá rẻ chỉ vài chục ngàn thôi. Thì em sẽ lên mã bán nhanh cho bác luôn. Đó. Thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like, cũng như là bác nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên ủng hộ em xin nút đăng ký kênh để khi mà em đăng video thì nó sẽ có thông báo về để các bác cùng đón xem những video mới các nhá. Đấy thì các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200, nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Nhớ cho em là trên 200 bao ship, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Và các bác cứ gọi điện trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên mình, gọi điện theo hai số ở trên mình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Rồi, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái cây xăm thịt này. Đấy, tiếp tục về cái mã hàng đó là cây xăm thịt để về các bác sử dụng nhà bếp này rất ok luôn. Đây, nó sẽ gồm là những cái đinh rất là nhọn này. Đấy, chất liệu nó inox nên các bác dùng yên tâm, không lo nó bị rỉ sét và rất là an toàn với sức khỏe này. Đó, một cái cây xăm thịt. Các bác muốn thịt thà khi mà các bác nấu nướng nó ngấm gia vị này, hoặc là ví dụ các bác hay làm những cái món nướng, hoặc là đặc biệt là có một cái món rất hay đó là cái món bì nổ ấy nhá, cái món bì nổ mà nó giòn như cốm ấy. Đấy thì các bác mua cho em cái này về để các bác xăm. Đấy, sau đó các bác chiên, các bác nướng thì cái bì nó nổ ra rất là ngon. Đó thì con này rất là dễ dùng thôi, thì đây. Nó các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc là giải cái miếng thịt ra, sau đó các bác lấy này các bác châm. Đấy, các bác cứ này các bác châm này. Đấy, châm. Châm thì nó sẽ tạo thành những cái lỗ nhỏ li ti này. Đấy, khi ví dụ như là các bác ướp gia vị vào nó sẽ ngấm ngáp vào, nó sẽ đậm đà hơn cái món ăn của các bác này. Rồi là ví dụ như là các bác châm vào những cái chỗ bì biết các thứ rồi. Để khi mà các bác chiên này rồi các bác chiên rồi các bác nướng là nó không bị nổ. Mà thứ hai là khi mà nó các bác nấu thì nó sẽ nhanh giòn. Đấy, nhanh giòn và nó giòn kiểu như cốm luôn nhá. Đấy, nói chung là một cái mẹo để khi mà các bác xài cái này rất là hay. Đấy, cây xăm thịt này rất tiện dụng luôn mà nó rất là dễ dùng. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái gai nhọn như này. Đấy, như gai nhọn nha, rất ok luôn. Cái cây này thì em cửa bác giá bình dân hàng rẻ thôi, sẽ là 30 ngàn một cây nhá, 30 ngàn một cây. Thì các bác cứ lên mã, em sẽ lấy cái cây xăm thịt. Đấy, cây xăm thịt đang gửi bác giá sẽ là 30k cho một cái cây xăm thịt nữa nhá, 30 ngàn một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bếp ga du lịch này. Lên mã em sẽ sản phẩm là bếp ga du lịch. Đó, về để các bác hay đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại này. Các bác có một con bếp ga để các bác xài đun nấu, hoặc là các bác nào hay ở nhà ở ít người, ở một mình. Đấy, thì các bác cũng có thể xài con này chưa. Đấy, nó dạng mini nhá, dạng bếp ga một bếp. Rất là tiện dụng, có thể là mang đi mang lại, rất nhẹ nhàng. Thiết kế thì cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, có phần đế chân này, đấy, đế kiềng này, đầy đủ hết luôn. Thì đây, khi các bác xài này, các bác mở xem bốn cái đế chân này ra, đấy, để nó tăng cái độ chắc chắn của cái sản phẩm này lên. Đấy, và đây là bốn cái chân kiềng, các bác mở ra nhá. Đấy, thì nó có thể gấp gọn vào, gấp gọn vào để khi mà tiện các bác di chuyển thì các bác gấp gọn vào, lúc nào dùng thì mình mở ra. Đó, đây rất chắc chắn luôn, chân kiềng nhá, bốn chân. Đấy, chân đế bốn chân luôn, chắc chắn lắm. Đó, các bác để xuống, sau đó là các bác lắp cho em cái bình ga mini vào. Đấy, con này các bác cứ lắp bình ga mini vào, sau đó là các bác nhích ga và các bác ấn ở đây, ấn cái phần đánh lửa này. Cái này nó có đánh lửa tự động luôn nhé, các bác không cần phải mồi. Đấy, lắp ga vào là các bác đánh lửa, là nhích ga lên chút là nó sẽ lên, có thế thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng mà cực kỳ là hữu ích luôn, chắc chắn. Giá thì bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái bếp ga du lịch, bếp ga mini nhá, bếp ga du lịch, bếp ga mini này, bếp ga mini đi. Đấy, bếp ga du lịch đi. Sản phẩm này thì hiện tại em đang gửi bác giá tốt ạ, 100k nhá, 100k cho một cái bếp ga du lịch, bếp ga mini nhá, 100k một chiếc. Đó, dùng rất tiện dụng luôn. Về chỉ việc là cắm cho em cái bình ga mini vào đây, nhích ga lên một chút, sau đó các bác đánh lửa cái là bắt đầu là nó sẽ bắt lửa và nó sẽ bốc lên thôi. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đó, chân kiềng, chân đế đầy đủ, về các bác xài. Giá bình dân 100k, đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại, đấy, mình đi ra ngoài mình có cái bếp ga, mình đun nấu nướng, hoặc các bác nào ở một mình kiểu nhà ít người thì mình có thể xài con này. Đó, dùng ok luôn. 100.000 quá nhá, 100k cho một chiếc bếp ga du lịch này, 100k. Đấy, 100k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái món đồ nhà bếp này, đó là cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, về các bác ví dụ như đựng muối, đựng mì chính, đựng đường, đựng bột canh, rồi đựng hạt nêm các thứ, các đồ, những cái đồ hạt hạt đấy nhá. Đấy, đồ gia vị là rất ok luôn đây. Chất liệu thì là thủy tinh, phần bên trên này sẽ là nắp nhựa này. Và cái hai cái sản phẩm này khi đi kèm thì nó sẽ có là một cái thìa. Đấy, đi về thì các bác xài thì các bác lắp cho em cái thìa vào đây. Đấy, lắp cái thìa vào đây. Đó, sau đó là các bác đổ gia vị vào, đổ gia vị vào mà lúc nào các bác xài thì các bác mở nó ra. Đấy, sau đó là các bác sử dụng thì các bác có cái thìa này các bác xúc gia vị các thứ ra. Đấy là các bác xài thôi.
Đấy thì các bác lấy cái này ra này, các bác xoáy xoáy vào này. Đấy xoáy vào. Đấy và lúc nào mà lấy gia vị các bác lấy này, các bác lấy cái thìa này các bác đong luôn. Có cái thìa đong luôn, mình không cần phải thò tay các thứ, mình vào mình bốc mình gión rất là bất tiện này. Thì đây, nó tích hợp cái thìa liền luôn. Đấy và lúc nào dùng xong thì mình lại đậy vào rất kín đáo, ok luôn. Đấy, chắc chắn chất lượng. Nhìn đẹp mà thiết kế thông minh nhá, thiết kế thông minh sạch sẽ, thủy tinh thì các bác dùng yên tâm rồi, yên tâm cho sức khỏe mà không lo nó bị gây hại nhá. Đấy, mà nó bền. Dễ dàng vệ sinh sử dụng. Đó. Có thìa đầy đủ luôn nhé, lúc nào mà mình dùng ấy là các bác lấy đấy, múc gia vị mình đong ra mấy thìa đấy, dùng xong lại đậy vào, không phải thò tay vào các bác lấy nhá, đấy đậy vào kín ok luôn. Đó thì cái sản phẩm này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 15k một cái lọ này các nhá, cứ lên mãi em sẽ cái lọ gia vị nhá, lọ gia vị đen đấy, lọ gia vị đen này, lọ gia vị đen giá của nó thì bình dân thôi, 15k cho một cái lọ gia vị đen nhỉ, chỉ có 15.000 thôi. Đó, về các bác mua 3-4 lọ về đấy, mình xài mình đựng những cái đồ gia vị gia giảm cho mình đấy, rất là thông minh và hay. Lọ gia vị đen nhá, 15k một chiếc. Hộp viên tẩy lồng giặt này đấy, về à xin lỗi các bác là hộp viên thả bồn cầu nhá, hộp viên thả bồn cầu thì đây, nó là một cái hộp viên thả bồn cầu của Nhật rất là ok nha. Một hộp này là 12 viên nhá, một hộp là 12 viên đây, một hộp là 12 viên này, để bóc cho bác xem hộp này. Đó, một hộp 12 viên nhá, nó là dạng viên để các bác vệ sinh, thả vào bồn cầu đấy, giúp khử mùi diệt khuẩn rồi là làm trắng bồn cầu đấy, rất tiện dụng luôn. Thì nó sẽ là một cái viên nhỏ nhỏ này, về các bác bóc ra, bóc cái viên ra thì mình có thể thả trực tiếp vào trong bồn cầu. Thứ hai các bác có thể là thả trực tiếp vào trong cái két nước nhà mình các bác xài nhá, đấy tùy nhu cầu, mình có thể trực tiếp vào trong bồn cầu này hoặc là thả vào trong cái két nước đấy, như thế nào cũng được nhá, nó nhiều cách sử dụng nhá. Đấy, thả vào két nước thì nó cứ lai dai, còn các bác thả trực tiếp vào trong bồn cầu thì nó sẽ giúp khử sạch cái mùi cống của thứ nó bốc lên này, rồi là nó làm diệt khuẩn đấy, làm sạch sẽ khu vực bồn cầu nhà mình đi nhá. Giá thì cũng bình dân thôi. Lên mã thì em sẽ là cái hộp viên thả bồn cầu nhá. Đấy, viên thả bồn cầu. Viên thả bồn cầu một hộp này là 12 viên. Đấy, 12 viên. Với giá sẽ là 20k thôi. 20k cho một cái hộp viên thả bồn cầu 12 viên nha, màu hồng này. Đấy, 12 viên nhá, một hộp là 12 viên. Đây. Đấy, chuyên để các bác thả bồn cầu, hàng Nhật rất là xịn luôn. Đó. 12 viên một hộp viên thả bồn cầu 20k nhá, 20k. Đấy, 20k một cái hộp như này các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái sản phẩm cái ví da bò này. Ví da bò nhá, ví da bò. Giá thì cũng hạt rẻ thôi, 90k nhá, 90k. Lên mã em sẽ cái ví da bò nhá. Đấy, ví da bò này. Cái này thì bên em đang bán sẽ là 90.000 cho một chiếc ví da bò nhá. Đấy, có màu nâu và màu đen nhá, màu nâu màu đen, đây màu đen đây. Đấy, màu đen. Còn đây là màu nâu. Hàng nó của nó là hàng thanh lý cửa hàng nhá, nên là rất là chất lượng này, hàng nó bán cửa hàng nhá các bác, chứ không phải hàng chợ đâu. Đấy, chắc chắn lắm, các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Hàng da ngon lành luôn đấy, sờ da thích cực kỳ luôn. Đấy, rất ok. Chỉ có 90.000 thôi. Cái này thì rất nhiều ngăn nhá, ngăn to ngăn nhỏ để các bác đựng thẻ này, các thứ này, rồi là đựng chứng minh thư, giấy tờ cá nhân này. Đấy, bên trong thì sẽ có là ba cái ngăn đựng này. Một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn, trong đó có một ngăn khóa nhá, một ngăn khóa. Đó. 90k một chiếc nhá, 90k một chiếc. Bên em sẽ có hai mã là một mã màu nâu và một mã màu đen, thì các bác lấy màu nào thì các bác cứ liên hệ bên em sẽ bốc cho các bác màu đấy nhá. Giá thì cũng bình dân thôi, 90k cho một chiếc ví da bò này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con dao gọt hoa quả này. Đấy, con này thì của thương hiệu Asaka Japan nhá, Asaka Japan thép SK5. Đấy, dùng thì rất là sắc bén và nó không lo nó bị rỉ nhá. Đấy, con này thì dòng dao chuyên để các bác gọt hoa quả nó rất là nhỏ gọn, nó khoảng tầm 21-22 cm nhá. Đó. Hơn găng tay một chút đây. Asaka Japan này, hàng của nó sẽ hàng liền thân, tay cầm thì cán gỗ nhá, chắc chắn 3 đinh tán luôn, dùng thì rất là vĩnh cửu rồi. Đấy, độ sắc thì không phải bàn về cái sản phẩm này, cực kỳ sắc này, có nhìn này. Có thấy không? Kinh khủng khiếp luôn, đường giấy đi mịn mìn luôn này. Đây em test cho bác xem lần nữa nhá. Đó, thấy không? Dã man luôn. Con này sắc lắm. Cắt nó ngọt kinh khủng khiếp luôn. Có nhìn này. Xém này. Đó, thấy không? Kinh khủng khiếp luôn. Giá thì bình dân thôi. Lên mã em sẽ cái cây dao gọt hoa quả nhá, của Asaka Japan. Cây này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40k một cây nhá, 40.000. Đấy, 40.000. Lên mã em sẽ cái con dao gọt hoa quả này, dao gọt hoa quả. Đấy, chuyên để các bác gọt hoa quả nhỏ gọn tiện lợi, nhẹ nhàng. Chỉ có 40k thôi, 40k. Hàng của Asaka Japan sắc bén lắm, ok lắm. Đó thì nhiều bác cũng hỏi cái con dao thái thì đây. Em cũng mua cái mã dao thái của Seki Japan nhá, Seki Japan. Đấy, con này thì cũng bình dân thôi. Con này thì cũng không kém cạnh so với con kia đâu các bạn. Cũng cực kỳ sắc bén luôn. Hàng của Seki thì nó là
hàng hãng rồi nên là có yên tâm đi. Đấy, cực kỳ sắc bén này, có nhìn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn luôn nhá. Đó. Phát một luôn này. Đấy, con thấy không? À, đường giấy đi này. Những cái lò xo nó xoắn vào này. Đấy, sắc bén vô cùng luôn. Con này thì chuyên để các bác về thái nhá, chuyên để về các bác thái. Đấy. Thái rồi các bác lọc cho em thì con này quá ok. Nhìn này, sắc chưa? Đó. Chuyên để các bác lọc và thái nhá, chuyên lọc và thái, cũng là hàng liền thân luôn, tay cầm gỗ 308. Con này thì Seki Japan. Đó. Giá thì cũng siêu hạt rẻ luôn. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây dao thái cán gỗ nhá. Đấy, dao thái cán gỗ. Dao thái cán gỗ này. Dao thái cán gỗ này giá mà em đang gửi bác giá sẽ là đi 60k nhá, 60k thôi. Đấy, 60.000 một cây thôi. Giá cực kỳ là bình dân luôn, nhưng mà giá quá ok luôn đấy. Đây, nhiều bác hỏi cái con mài dao của những cái dòng dao dao thái, dao còn rau quả thì đây, em giới thiệu luôn cho bác, đó là cái con sản phẩm là cái mài dao ba khe nhá, cái mài dao ba khe. Cái này thì mài nó rất là tiện này. Trẻ em này, người lớn này, người già đều mài hết luôn, và nó mài nó rất là dễ mài, dễ dùng. Đấy thì đây. Đó thì nó sẽ có 1 2 3 để các bác cứ tuốt cho em từ 1 này sang 2 và sang 3 này là các bác đã hoàn thành xong cho em là 3 bước mài dao. Thì mình cứ cho đây mình kéo này. Các bác cứ cho đây các bác kéo này. Đấy, các bác miết các bác kéo này. Đấy, các bác kéo, cứ kéo. Đấy, kéo cho em vài đường cái là dao của bác lại sắc bén và ngon lành luôn, cực kỳ ok luôn. Đấy, cứ kéo vài đường là dao cực kỳ sắc, mà nó mài nó rất là nhanh, hiệu quả, dễ sử dụng nhá. Mình nhụt cái mình cho đây mình liếc liếc vài cái này, lại lôi ra thái ngọt lừ luôn. Đó. Đây. Con này vừa mài sao đây, cho bác coi này. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Đó. Đó thì con này thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm cái cây mài dao ba khe nhá, mài dao ba khe. Con này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là đi mài ba khe này. Cái này thì đang bán giá sẽ là đi 40.000 thôi, 40k cho một cái cây mài dao ba khe. Đấy, về để các bác mài như con dao thái các thứ em vừa quay đấy. Đó là 40.000 cũng nhá. 40k nhá, 40k một chiếc. Tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi đó là cái mã dao chặt thì đây. Ở đây hiện tại em đang có cái mã dao chặt, đó là cái con dao chặt là 1 ký này, con này một nặng 1 ký này. Con này thì của Classic này. Murato Made in Japan. Đấy, con này thì dòng thép cao cấp nhất rồi. Đấy, chặt cực kỳ ok. Con này thì các bác cứ về các bác phang cho em thoải mái, xương ống này, xương bò, xương lợn, xương heo, những cái dòng xương cứng nhất các bác mang ra các bác phang cho em. Đấy, nặng 1 cân mà các bác phang rất đầm tay. Đó đây. Hàng của nó thì sẽ hàng liền thân này. Đấy, hàng liền thân. Tay cầm thì sẽ có là ốp gỗ nhá, tay cầm ốp gỗ 308 đồng luôn. Đấy, 308 đồng. Về các bác sử dụng con này các bác chặt thì chấm hết rồi. Con này các bác cứ thả nhẹ cái đứt rồi chứ không cần được chặt đâu. Vì nó quá là sắc bén và nó quá là đầm. Đấy, nặng. À, dày cộp luôn, nhìn này, dày dã man. Đó. Phần trên đấy sẽ làm nhám chống dính, phần dưới trơn bình thường. Đó. Tổng quan một con dao này quá đẹp luôn. Đó, các bác chặt nó rất là có lực nhá, chặt rất có lực. Đó, nặng 1 cân các bạn, nặng 1 cân. Con này thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ có con dao chặt C1 nặng 1 kg. Đấy, dao chặt C1 này. Nặng 1 kg nhá, 1 kg. Giá thì bình dân thôi, 220.000 một cây. Và bao ship đến tận nhà luôn nhá. 220k một cái cây dao chặt C1 nặng 1 kg nhá. Đấy, nặng chuẩn xác là nặng 1 cân đấy. Đấy, chắc chắn á. Chặt đầm. Đấy, bác nào mà thích cái sự nặng nề thì các bác mua ngay cho em con này về. Chặt thì không cần phải nghĩ về con này rồi. Chặt thép chặt thiếc cho em thoải mái, hàng bao lưỡi cho bác luôn nhá. Hàng bao lưỡi luôn, không là lo nó bị quăn lưỡi, nó bị mẻ nhá. Đấy, thép cực kỳ ok luôn nhá. Đó, dao C1 nhá, dao chặt C1 nặng 1 kg, 220.000 một cây thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái set thìa vàng 6 cây này. Cái này thì cũng bình dân thôi, chỉ có là đi 30k nhá, 30k cho một cái set thìa vàng 6 cây nha. Đấy, phần chuôi của nó sẽ là vân đá rất đẹp này. Đấy, đây, mà mạ vàng nhá, sáng choang luôn. Đấy, các bác mua về sử dụng gia đình ăn uống thìa thứ các thứ này. Đó, rồi là nhà đôi khi ví dụ có khách khứa nhìn rất là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, một cái bộ 6 cây này mà giá thì cực kỳ là tốt luôn. À, lên mã em sẽ là cần sản phẩm với cái set thìa vàng 6 cây. Set thìa vàng 6 cây, giá đang gửi bác giá sẽ là đi 30.000 nhá, 30k. Đấy, set thìa vàng 6 cây nhá, 6 cây luôn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, mạ vàng rất đẹp. Đấy, tay cầm vân gỗ nhá, quá ok luôn. Set thìa vàng 6 cây 30.000. Đấy, lên mã em sẽ là set thìa vàng 6 cây là 30.000 nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái sản phẩm, đó là cái bộ thớt chậu này. Cái bộ này thì nó sẽ gồm có là vừa có cả thớt vừa có cả chậu luôn, dùng rất hay. Đó. Các bác kết hợp một trong hai nhá. Đó. Dùng cực kỳ ok luôn đây. Hàng mới keo luôn này. Báo giá các bác luôn nhá. Lên mã sẽ là sản phẩm là cái thớt kèm chậu nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ thớt chậu này.
Cụ thớt chậu này đang gửi bác giá sẽ là 60k nhá, 60k cho một chiếc thớt chậu này. Đây, bình thường thì các bác để phẳng lì như này thì nó sẽ thành một chiếc thớt nhá. Đấy, để các bác có thể thái thiết các thứ trên này, rau củ quả thịt tà ok luôn. Còn khi nào các bác muốn thành chậu được các bác ấn như em xuống. Ấn xuống này. Đấy, có ấn lại xem nào. Đó, có ấn mạnh xuống thì nó sẽ thành một chiếc chậu rất là sâu lòng luôn. Đấy, một chiếc chậu cực kỳ sâu lòng. Đấy, để các bác rửa đồ, rửa thịt thà, rửa rau củ quả vào đây. Đấy, khi nào mà mình muốn dùng chậu thì mình ấn xuống, còn lúc nào mình muốn chuyển sang thớt thì mình các bác ấn lên chưa. Đấy, ấn lên. Ấn lên là tự động là nó sẽ lại hồi về các nhá. Đấy, tự động là nó sẽ về phẳng lì luôn. Đấy là một chiếc thớt vừa có chậu mà giá thì bình dân chỉ có 60 ngàn thôi. Đó, có phần móc treo đinh này. Lên mã em sẽ là một cái bộ thớt chậu nhá, đang gửi bác giá sẽ là 60k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cho một sản phẩm, nó trở thành một thớt thái rau củ khi gặp lại. Nước thừa khi cắt rau củ sẽ chảy vào máng khi nghiêng. Ở dưới có một van để xả nước rất tiện lợi. Không có vấn đề gì khi cho tất cả các loại rau củ vào và rửa chung. Khi không sử dụng chỉ cần gặp lại và cắt đi mà không tốn diện tích. Đấy, khi thực tế về sản phẩm nha. Đấy, có ấn cái nó khớp vào ngay này, rất hay. Đấy, rất ta thái nước thừa khi cắt rau củ sẽ chảy vào máng khi nghiêng. Ở dưới có một van để xả nước rất tiện lợi. Không có vấn đề gì khi cho tất cả các loại rau củ vào và rửa chung. Khi không sử dụng chỉ cần... Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Vừa có bình thường là một chiếc thớt, ấn xuống là sẽ thành một chiếc chậu này. Đây nó có cả cái van xả nước ở đây luôn nhá. Đây có cái van xả nước này. Đấy, có van xả nước đầy đủ để các bác sử dụng, các bác xài luôn. Rất ok. Bộ thớt chậu nhá, cực kỳ thông minh, một trong hai luôn, 60 ngàn cho một bộ này. Sản phẩm đũa vàng này, đũa vàng vỉ, đũa vàng Hàn Quốc 10 đôi này, rất là xịn sò nha. Rất ok các bác luôn đây. Một cái vỉ đũa 10 đôi rất là đẹp. Đấy, đũa đầu có phần mạ vàng rất ok luôn, các bác sử dụng gia đình này. Rồi là thậm chí là quán xá, cái này em bán ở quán rất là nhiều. Đấy, có những bác lấy có khi cả trăm vỉ một đó. Mà chất liệu nó là sợi thủy tinh nhá, các bác dùng thì không lo nấm mốc và không lo cong vênh. Phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt đó. Một cái vỉ này là 10 đôi. Đây, phần đầu nó mạ vàng này. Đấy, đũa Hàn Quốc 10 đôi đầu mạ vàng nhá. Một vỉ này là đi 30.000 thôi, một vỉ chỉ có 30.000. Nó thiết kế cái dạng đũa nó vát vát này. Đấy, cầm nó ôm tay dễ sử dụng nhá. Đấy, rất ok luôn. Đẹp lắm, nói chung là đẹp, nhìn đẹp quá, nhìn đẹp đây. Các bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Đấy, đây em sắp bằng nhìn rất là ok. Đấy, đều đẹp đồng đều nha, nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn. Lên mã em sẽ là nổi bác đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Bên em đang gửi bác một cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi này với giá sẽ là đi đũa Hàn Quốc này. Đấy, đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, giá của nó sẽ là 30k thôi. 30k cho một cái vỉ đũa 10 đôi nha. Chỉ có 30.000 thôi. Giá quá là bình dân hạt rẻ luôn. Các bác sử dụng gia đình. À, sản phẩm này cho em thì rất là chất lượng rồi. Đó, đẹp lắm. Đầu đũa chống trượt nhá. Đấy, không lo nó mốc, không lo cong vênh. Chất liệu là từ sợi thủy tinh. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bàn chải Hàn Quốc này, bàn chải Hàn Quốc. Bàn chải Hàn Quốc nhá, bàn chải chất liệu là từ than tre hoạt tính, các bác sử dụng rất ok. Đấy, sạch răng. Đấy, có lợi cho răng nhá. Đấy, chất liệu từ than tre thì rất là tốt cho răng miệng rồi. Đây. À, nó sẽ cái một nha. Thì bên em sẽ bán theo hộp và bán theo cái nhá. Bán hộp và bán theo cái. Thì các bác có thể mua theo hộp hoặc mua theo cái đều được, mua lẻ đều được. Thì đây một cái bàn chải nha, một bàn chải Hàn. Một bàn chải Hàn thì bên em đang bán giá sẽ là 4.000 thôi nhá. 4k cho một chiếc bàn chải Hàn nha. Còn nếu các bác lấy theo hộp thôi nhá, lấy theo hộp là một hộp này là 30 chiếc này. Một hộp là 30 chiếc thì đây. Một hộp 30 chiếc này với giá sẽ là đi 100k nhá, 100k. Đấy, chỉ có 100.000 thôi cho một cái hộp bàn chải 30 chiếc nha. Các bác có thể lấy theo hộp hoặc là lấy theo cái đều được nhá. Đấy. Cái nó sẽ giá nó sẽ cao hơn, các bác lấy cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Dòng này thì lông thì siêu mềm luôn. Đánh không lo nó bị viêm lợi xương lợi, các bác nhìn này, lông rất mềm. Đấy, lông mềm rất thích luôn. Đấy, xà rất ok. Đó. À, đánh cực kỳ thích luôn nhá. Cái này nhà em đang xài mà. Đấy, bình thường là các bác ra ngoài quán xá là đây. Giá niêm yết của nó đang là 36.000 đồng cho một chiếc này. Đấy, 36.000 đồng một chiếc, bên em thanh lý xả kho thôi, chỉ có 4.000 thôi. Đấy, để các bác dễ mua nhá. 4.000 cho một chiếc bàn chải Hàn Quốc này. Còn nếu mà các bác lấy nhiều, lấy cả hộp như này luôn. Lấy cả hộp là 30 chiếc nhá. Mấy cái hộp 30 chiếc thì sẽ có giá là đi 100.000 nhá. Lấy cái hộp 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000. Đấy là tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy theo hộp hoặc lấy theo cái đều được nhá. Một cái là một chiếc bàn chải này, một chiếc là 4k. À, 4k, còn các bác lấy hộp 30 chiếc thì sẽ là 100k các nhá, 100k. Hộp bàn chải Hàn Quốc, than tre Hàn Quốc nhá. Rất là xịn luôn, lông rất là mềm.
Sau đó tiếp theo đi em, ở đây em còn ít cái mã hàng đó là cái đệm ghế silicone này, để các bác mua về các bác làm đệm ghế mình ngồi ở nhà, hoặc các bác nào hay đi làm văn phòng mình ngồi ở công ty này, đi làm hay phải ngồi nhiều đấy, các bác mua cho em cái đệm này đấy. Rồi là các bác lái xe ô tô mua cho em cái đệm này dùng rất là thích luôn. Nó là cái dòng đệm ghế chất liệu là bằng silicone nhá, nó không bị bọp đâu ạ, các bác cứ ngồi thoải mái mà không lo nó bị bọp, mà nó đàn hồi, nó thiết kế theo dạng tổ ong này, khi mà các bác ngồi nó phân tán lực rất là đều đấy, thì các bác ngồi rất là thoáng này. Đấy, bác nào đang bị đau mông này đấy, rồi là bị trĩ này đấy, rồi là đau đốt sống các thứ này đấy, liên quan về vấn đề thể trạng kiểu xương cốt các thứ rồi mà xương hông xương chậu mà mình ngồi nó không đảm bảo, thì các bác mua cho em cái đệm về đấy, hỗ trợ các bác sử dụng và ngồi nó cảm giác nó êm ái hơn, dùng ok hơn đấy. Thì đi kèm thì sẽ có luôn nó là một cái bọc bên ngoài nữa đây, một bình thường là một cái nó sẽ có cả một cái bọc bọc bên ngoài này đấy, còn đây em đang tháo ra để bên trong nó bác coi đấy. Thì một cái đệm ghế này thì em báo giá luôn, các bác lên mã cho em sẽ là cái đệm ghế silicone nhá. Đấy, đệm ghế silicone cái này thì em bữa trước đang bán là 120.000, hôm nay em còn ít nữa em xả kho bán nhanh luôn, đệm ghế 120 em giảm luôn đấy bác, chỉ còn có là đi 80.000 thôi, 80k đấy, bán xả lỗ luôn 80k cho một chiếc đệm ghế silicone nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái đệm ghế silicone 80k cho một chiếc đệm ghế này, dùng cực kỳ là hay luôn. Các bác về giải lên ghế các bác ngồi nhá, cực kỳ thích đây, các bác cùng xem sản phẩm này. Alo alo, hôm nay mình sẽ review một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là bắt mắt, bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone, hèn gì mà thấy nó mềm mềm dẻo dẻo sờ rất là thích, mát lạnh luôn, cấu trúc tổ ong nhìn thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha, ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên về như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn, phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè, ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào có sướng gì đâu ấy, êm ái rất là thích. Tôi là tôi ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy, nhìn khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cột sống, chống thoát vị đệ đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức. Mặc dù có bị kéo, gò, ném hay đè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nha. Vì vậy, đệm rất là dễ cuộn nhỏ, mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đấy, dùng rất là hay luôn. Lên mẹ sẽ là một cái đệm ghế silicone, đấy, đệm ghế silicone nhá, ngồi rất là thích, ngồi rất là êm. Đó, giá bên em đang xả kho bán anh chỉ có 80.000 các bác nhá, 80k cho một chiếc đệm ghế nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái con máy sấy giày này. Đấy, các bác bắt đầu đang vào mùa đông này, các bác đi giày nhiều, đấy, rồi là các bác phải đối diện những cái hôm mà trời nó mưa, đấy, mưa phùn mưa lâu. Mình mua cho em một cái con máy sấy giày về, các bác sấy giày nhá. Đấy, hoặc là các bác những cái đôi giày các bác bắt buộc là các bác phải giặt nhanh và các bác phơi nhanh. Đấy, các bác càng phơi lâu thì giày nó càng nhanh hỏng nhá. Đấy, thì các bác mua cho em cái máy sấy giày này về dùng rất tiện dụng luôn. Đấy, nó sử dụng cái luồng hơi nóng nó sẽ đẩy ra và các bác xỏ giày vào đây. Đấy, các bác mở nó ra này. Đấy, mở nó ra, các bác xỏ giày thôi chứ. Và các bác bật máy, là khi bật máy thì cái luồng hơi nóng ở trong hai trong cái lỗ này nó sẽ đẩy ra. Đấy, cái đôi giày của bác. Đấy, và cứ thế là nó sẽ làm khô cái đôi giày của bác nhá. Đấy, khô từ trong ra ngoài rất là ok luôn, mà nó lại ức chế cái vi khuẩn này, giúp đôi giày của bác thơm tho hơn này, rồi là nó không bị mùi hôi nữa các bác nhá, không bị mùi hôi. Và cái sản phẩm này thì khi mà các bác sử dụng thì mình có thể hẹn giờ luôn. Đấy, hẹn giờ tối đa được là 120 phút các nhá, 120 phút này. Đấy, còn bình thường là nó sẽ có 90 này, rồi là 60 này, 30 này. Đấy, thì tùy tùy có nhu cầu nhé, thì mình xem cái đôi giày của mình nó ướt ít hay ướt nhiều. Đấy, mình cần nhiều thời gian hay mình cần ít thời gian thì mình cứ hẹn giờ thôi con này nhá. Thì các bác cứ bật máy và hẹn giờ lên thôi. Đấy, hẹn giờ đi, 30 phút là đồng hồ nó sẽ chạy về cái giờ đấy, là bắt đầu là nó sẽ tự động nó ngắt nha, tự động nó ngắt. Cái này thì cái sản phẩm này thì nó cứ các bác sử dụng thì cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là xong. Đấy, nguồn 220. Con này thì cái điện sử dụng là điện 220 và công suất của nó là 200W nhá. Đấy, công suất 200W khá là phù hợp để các bác dùng để chuyên các bác sấy đôi giày của bác nhá. Sấy giày, ngoài chức năng sấy giày thì mình có thể sấy tất và các bác có thể gấp gọn vào, rất gọn cả. Đấy, lúc nào dùng thì mình mở ra. Không dùng thì mình có thể ấn vào đây này, các bác ấn vào đây, sau đó là các bác gấp gọn vào. Đấy, rất tiện dụng. Đây là dây nguồn, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Em báo giá luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là giảm cái con máy sấy giày nhá, máy sấy giày. Cái này thì giá bình dân là rẻ thôi. Giá của nó sẽ là 100
máy xây giày thì giá sẽ là 180.000 thôi nhá, 180k cho một cái máy xây giày 180.000 chiếc, dùng cực kỳ là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này. Đấy, cái này thì em bán khá nhiều và dùng rất là thông minh. Đây. Giày ướt như này làm sao bạn đi được đây? Tôi sẽ sử dụng máy xấy giày bằng hơi nóng. Những đôi giày vừa được ngâm nước cũng có thể được làm khô nhanh chóng. Sử dụng khí nóng với nhiệt độ cao, giày sẽ khô nhanh và đảm bảo giày ẩm ướt dễ bị bốc mùi và ẩm mốc. Hãy đặt giày lên máy sấy. Bạn có thể hẹn giờ cho máy tự tắt, sản phẩm có thể gấp gọn. Vậy bạn đã có sản phẩm chưa? Đấy, con này là con này ngoài chức năng là làm khô giày thì nó có thể là khử khuẩn cũng như là khử mùi luôn nhá. Đấy, khử khuẩn khử mùi luôn, dùng rất là hay. Đấy, nó độ nóng nó cao thì nó sẽ tiêu diệt hết những cái vi khuẩn nấm mốc ở trong đôi giày của bác nhá. Đấy thì nó sẽ loại trừ được những cái trường hợp mà các bác bị hôi chân thối chân. Đấy, hôi chân thối chân thì chủ yếu là những cái con vi khuẩn nó trong giày lâu ngày thì nó sẽ bị. Đấy thì các bác mua cho em cái sản phẩm này, một cái sản phẩm rất là thông minh hữu ích sử dụng. Đó, sấy giày cho cả nam cả nữ đều được luôn nhá. Máy sấy giày 180.000 chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy xay mini nhá, máy xay tỏi ớt, máy xay mini rất là tiện dụng luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn này. Cái này thì bữa trước đang bán là 100k, hôm nay em xả kho bán nhanh luôn. Lên mã em sẽ là con máy xay mini, máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, bữa trước đang bán là 100.000, hôm nay em xả luôn cho bác là chỉ có 80k thôi. Đấy, 80.000 cho một con máy xay mini này, dùng rất tiện dụng. Đấy, các bác sử dụng gia đình xay tỏi, xay ớt, xay rau củ quả rất tiện dụng luôn. Đấy, rồi là xay những cái đồ ăn dặm cho trẻ em cũng rất là hợp lý nhá. Con này nó là hay của sản phẩm này, nó không cần dây dợ gì lằng. Đấy, vì là nó dùng bằng pin các bạn, dùng bằng pin. Thì nó có cái pin tích điện nhá, thì hết pin thì các bác lại cắm sạc và là các bác xài có thế thôi. Đấy thì đi kèm trong hộp thì nó sẽ có kèm thêm nữa là một cái cọng cáp sạc nha. Đấy, cọng cáp sạc này thì nó sử dụng cái nguồn là cái cổng USB. Đấy, chân USB đấy các bác cắm vào nguồn nguồn điện 5V là các bác xài đây, cắm vào đây để các bác sạc cho cái máy này. Đấy, khi nào mà sạc đầy thì mình lôi ra mình sạc. Đấy, đây là cái nút bấm nút nguồn nhá. Đấy, có bấm là bắt đầu nó chạy này. Đấy, bấm nó chạy nhá, máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đó, và đây là cái hũ này, cái hũ cái cối quay này, cái cối xay này. Đấy, hàng này thì của nó sẽ là hàng 3 lưỡi nhá, 3 lưỡi nhưng thiết kế theo dạng là so lên nhau. Đấy, và khi mà các bác sử dụng thì ba cái lưỡi này nó sắc. Đấy, nó sắc và nó chém rất là ngọt. Đấy, và khi mà các bác xay rất là nhanh, xay tỏi, xay ớt, xay rau củ quả này. Đấy, các thứ các kiểu xem. Đấy, đồ đạc, những cái đồ rau củ quả, tỏi ớt là quá ok. Đấy, đây em sẽ cho khi mà sử dụng các bác cho đồ ăn các thứ đây các bác cần xay này, sau đó các bác bấm này. Đấy là cái máy quậy thôi, máy chạy rất tít nhá, và hàng nó ba lưỡi thì khi mà các bác sử dụng các bác xay nó rất là đều và rất là nhanh. Đấy, nó đảo lên đảo xuống, đảo lên đảo xuống, xay cực kỳ đều luôn. Đó, đây rất hay, rất thông minh luôn trong cái sản phẩm này. Giá đi bình dân là rẻ, chỉ có 80k thôi, 80k cho một chiếc máy xay mini nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm review thực tế này. Đây giờ này còn băng tỏi bằng tay à, tại cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Xay tỏi quá nha, khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Xay hành xay ớt ngon này luôn. Độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cà rốt luôn nha, cà rốt rất cứng. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa. Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, chỉ có 100.000 thôi. Giờ này đang bên em đang có cái chương trình thanh lý xả kho, chỉ còn có 80.000 cho một chiếc máy thôi nhá. Đấy, vừa đã test thực tế bác rồi, xay cà rốt, xay rau củ quả, xay ớt, xay tỏi rất hợp lý, các bác sử dụng gia đình thì con này rất ok. Đó, 80k cho một chiếc máy xay mini các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuýp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuýp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuýp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây. Đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này.
cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá. Dài 40m, em nhắc lại lần nữa là dài 40m luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40m rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40m nha, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220, điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40m nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40m này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây, hàng made in Japan đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá, bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy, phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây các bác nhìn này, những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này các bác nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có, các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy, các bác cướp gọn và các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá, các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy, 35 x 35 nhá. Đấy, bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy, ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn lắm. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu này, ghế câu nhá, 150.000 một cây, đấy, 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy, mà lại còn hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này, giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi, dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá, 150.000 một chiếc nhá, coi nhá, đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn, về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây các nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn mấy phát à.
mấy phát nào. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái. Con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây, test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông này ông rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy, các bác có thể để đồ, để đạc vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên nó không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó, là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy, điện thoại rồi là bao thuốc mà hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng mới đi Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể được gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác nhanh tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây, mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này. 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này. Rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này. Đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dặn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá, rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó. Chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá.
à, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái bịch nho khô của Mỹ này. Đấy, nho khô của Mỹ nhá, xịn luôn. Đây, vừa bóc ra cho mời các bác thưởng thức tí nhá. Bóc ra ăn thử và thấy rất là ngon luôn ạ. Em tưởng là nó cũng tương đối thôi nhưng mà em thấy rất là ngon. Ngon lắm ạ. Đang mời các bác nhá. Nho rất là đều và to. Đây. Nho nó rất là đều và to này. Và nó không bị sạn các bác nhá. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là nó không bị sạn. Bình thường ấy là các bác mua thị trường ấy là nó sạn nhiều lắm. Vì cái nho này thì cũng rất là nhiều người bảo là nó phơi linh tinh ấy. Đấy, nhưng mà nho này hàng của Mỹ nên là nó công nghệ nó là cái công nghệ phơi sấy thăng hoa nên là nó sấy trong phòng kín nên là nó không có bị sạn này, nó không bị vi trùng vi khuẩn, rất là sạch sẽ luôn. Các bác cứ ăn thử đi em, nếu thấy rất là ok đấy. 90k, cứ lên mã đi em, sẽ là cái bịch nho khô Mỹ nhá. Đấy thì về các bác chuẩn bị ăn Tết là nhất này, rồi là các bác mua về làm quà hoặc là mua về mình sử dụng ăn chơi ăn bời ăn vặt nhá, cũng rất là hay. Đây USA này, một túi này là 1 cân nhá, một túi là 1 cân đấy, chỉ có 90.000 thôi. Em ăn thấy khá là ok đấy các bạn, ăn thấy khá là ngon, cái vị nho nó rất là đặc trưng luôn. Vị nho chuẩn nho khô luôn nhá, chuẩn nho khô luôn đấy các bạn, ăn rất là ngon luôn đấy. 90k mà nhá, 90k, lên mã em sẽ là nho khô Mỹ nhá. Thì đây, nó nguyên hộp như này, và bên trong là một cái túi. Đó, xịn sò lắm các bạn. Hàng này nó là size to nhá, hàng size to, size lớn đấy này, jumbo size này, hàng size lớn đấy. Hàng size lớn. Date 2025 luôn nhá, date dài luôn, date lâu, date dài quá nhá, date lâu, date dài luôn đấy. Đó thì lên mã em sẽ là cái nho khô Mỹ nhá, nho khô Mỹ. Sẽ là 90k một hộp này nhầy, một hộp là 1 cân nhá, một hộp là 1 cân đấy. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bán nhanh cho bác luôn. Tiếp theo đó là táo này, cũng rất là nhiều bác hỏi, đó là táo Hàn Quốc nhá, táo này của Hàn Quốc. Táo này thì 80.000 nhá, 80.000, một cái túi này cũng là 1 cân các bạn, một túi này là 1 cân. Táo thì cũng là táo xay to, táo khô. Táo này là về các bác cũng có thể ăn được như nho luôn. Đây, cũng có thể ăn được như nho này, nho này em đang ăn này rất là ok luôn. Đấy, còn táo là các bác cũng có thể về sử dụng trực tiếp hoặc là các bác có thể ví dụ như là trưng yến này rồi là nấu hầm thuốc bắc các thứ này. À, cũng hay có cái táo này. Lên mã em sẽ là táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đó. Một cái bịch táo Hàn Quốc này với giá sẽ là 80k. Một cái bịch này là 1 cân. Đấy, một bịch là 1 cân nhá. Táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc rất ok luôn. Size thì cũng là size to nhá, để bình thường các bạn nhìn cái quả này. Cái quả ở chợ các thứ các bác mua đấy, quả nó tí thôi các bạn nhìn này, như ngón cá luôn, to bự luôn này. Đó, rất là to luôn, size to luôn nhá, 80k. Một cái bịch táo Hàn Quốc nha. Còn nho thì sẽ là 90k. Đấy, nho khô Mỹ thì sẽ là 90k, còn táo khô Hàn Quốc thì sẽ là 80k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu các bác mua như nào thì bên em sẽ gửi bác như thế nhá. Có thể là mua táo hoặc mua nho đều được. Đấy, nho cũng rất là ngon mà táo cũng rất là ngon luôn. Cái này táo này là nhiều bác tiểu đường các thứ này. Đấy, các bác cao huyết áp này ăn rất là tốt luôn này. Hoặc các bác mua về
các bác ra mua về để ngâm rượu nhá. Cái này em cũng đang ngâm rượu thực tế rồi, em thấy rất ok, uống rượu nó rất là dễ uống, và các bác view ngâm từ giờ ăn Tết là thoải mái luôn. Đấy, ngâm nó ra rất là nhanh, ngâm từ giờ ăn Tết thoải mái, ngâm rượu uống rất ok luôn đó. Táo Hàn Quốc 80, còn là nho thì sẽ là 90.000 rồi nhá, nho 90, táo 80.